liên minh ngân hàng của khu vực đồng euro vẫn chưa là một hiện thực. Ý tưởng một liên minh ngân hàng mang ý nghĩa một giai đoạn mới của sự hội nhập trong khu vực đồng euro. Nhưng liên minh ngân hàng vẫn chưa trở thành hiện thực, mặc dù thời gian cuối năm đang tới gần. Các bộ trưởng tài chính châu Âu đang họp tại Brussels nói rằng họ đang làm hết sức mình để làm cho điều này trở thành hiện thực. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Pierre Moscovici nói, khu vực đồng euro phải kiên nhẫn, trong khi các bộ trưởng nỗ lực để thu hẹp các quan điểm khác nhau trên các vấn đề phức tạp. Và Đức có một vài quan điểm khác biệt này. Đức không đồng ý để cho quỹ cứu trợ hiện tại của khu vực đồng euro giúp đỡ cho các ngân hàng bị thất bại, và một ngân quỹ riêng sẽ cần phải được tài trợ và kiểm soát bởi một ai đó. Rõ ràng là sẽ không có những giải pháp dễ dàng cho các vấn đề này, và các nhà phân tích đang lo lắng sẽ có một thỏa thuận yếu ớt mà họ cho là cũng tương tự như không có thỏa thuận. Sau 3 năm bất ổn thị trường tài chính và các gói cứu trợ cho Ái Nhĩ Lan, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Cyprus, không ai muốn để xảy ra sai lầm nữa. Nhưng làm cho các ngân hàng trong khu vực đồng euro ít phụ thuộc vào chính phủ của họ hơn là một điều nguy hiểm. Để có thể chia cắt rõ ràng các ngân hàng và chính phủ, thì cần có một liên minh ngân hàng vững mạnh, hoàn toàn độc lập, với một cơ chế giám sát duy nhất, được tài trợ hoàn toàn riêng biệt mà không cần sự can thiệp bên ngoài. Nhưng hiện nay, trong Liên minh châu Âu, dường như không có một ý chí chính trị để cho điều này xảy ra. Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn còn một cơ hội cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần tới. Nhưng các vấn đề chuyên môn pháp lý vẫn có thể tạo thêm vấn đề, ngay cả khi một thỏa thuận chính trị đã đạt được.